Dạ, Thanh Kiên Vlog xin kính chào cô chú anh chị. Thì hôm nay Thanh Kiên tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị xem một đoạn đường nữa. Thì đoạn đường này hơi xa nha cô chú anh chị, tầm khoảng 10 đến 11 cây số. Thì hồi nãy Thanh Kiên đi ra chợ, thì đi bằng xe máy. Tới lúc về thì Thanh Kiên đạp xe đạp về nha cô chú anh chị. Đây là một chiếc xe đạp. Thì Thanh Kiên sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị xem một đoạn đường nữa. Thì từ Thế Bình về trong nhà của Thanh Kiên, trong cây điều nha cô chú anh chị. Thì hành trình của Thanh Kiên đi 11 cây số, đi bằng chiếc xe đạp Martin nha cô chú anh chị. Thì mời cô chú anh chị theo dõi video clip của Thanh Kiên ngày hôm nay. Thì Thanh Kiên đi bằng chiếc xe đạp Martin. Đây cô chú anh chị. Để Thanh Kiên xuống chia sẻ cho cô chú anh chị xem chiếc xe đạp hành trình của em dài 11 cây số nha cô chú anh chị. Thanh Kiên chia sẻ cho cô chú anh chị xem chiếc xe đạp của Thanh Kiên đi dài 11 cây số. Thì chiếc xe đạp này Thanh Kiên mua về cho con gái của Thanh Kiên đạp đi học đó cô chú anh chị. Mới mua luôn. Thì chiếc xe nhỏ này thì mua cho con gái nhỏ ở nhà chơi. Đây cô chú anh chị. Hành trình của Thanh Kiên đạp 11 cây số về nhà bằng chiếc xe đạp Martin này nha cô chú anh chị. Anh chị thấy không? Thì Thanh Kiên bắt đầu xuất phát nha cô chú anh chị. Đây là đoạn đường của Thanh Kiên xuất phát. Thì mong cô chú anh chị theo dõi video clip của Thanh Kiên về khoảng bao lâu nha cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị xem nha. Thì hồi nãy cô chú anh chị thì đi xe đã đi chợ thì đi bằng xe máy. Giờ Thanh Kiên quay về đi bằng xe đạp cô chú anh chị ơi. Thì ở đây là huyện Thế Bình mình đó cô chú anh chị. Đạp xe đạp này mười mấy cây số chắc chết luôn. Còn nó đi xe máy, em đi xe đạp. Vậy? Trời ơi, về đi, tôi đi được kịp á. Đi về đi. Lẹ đi, đến hơi mưa. Nhẹ. Rồi tiếp tục mình hành trình của chú anh chị. Chiếc xe đạp Martin trị giá là 1,6 triệu. Thì Thanh Kiên mua ở chợ Thế Bình. Hôm nay Thanh Kiên sẽ đạp về nhà của Thanh Kiên là ở cây đèo ngang cô chú anh chị. Thì tầm khoảng 10 đến 11 cây số.
thì theo Thanh Kiên nghĩ chắc đạp này hơi bị lâu quá cô chú anh chị, tại đó giờ Thanh Kiên lâu lắm không có đi bằng xe đạp. Thì sẵn đây Thanh Kiên chia sẻ đoạn đường của Thanh Kiên hành trình về từ chợ về nhà luôn. Thì trong thời gian Thanh Kiên đã đạp được một đổi, mệt và đổ mồ hôi lắm rồi cô chú anh chị ơi. Thì Thanh Kiên tiếp tục hành trình nở ngang cô chú anh chị. Bây giờ Thanh Kiên xuất phát thôi. Xuất phát cô chú anh chị bằng chiếc xe đạp tin. Tin ngang cô chú anh chị. Thì sẵn Thanh Kiên chia sẻ đường Cà Mau cho cô chú anh chị xem luôn. Thì mong cô chú anh chị yêu thương Thanh Kiên. Mong cô chú anh chị yêu thương Thanh Kiên và đăng ký kênh của Thanh Kiên là tài xế 69D1 ngang cô chú anh chị. Đi bằng chiếc xe đạp mặt tin đó cô chú anh chị. Đạp muốn hả cái họng luôn. Tiếp tục hành trình nha cô chú anh chị. Ở đây là ở dưới mấy sông nha cô chú anh chị. Thì do Thanh Kiên cầm điện thoại đạp xe đạp với cô chú anh chị hơi tưng, thì mong cô chú anh chị cũng thông cảm video clip của Thanh Kiên. Thì Thanh Kiên cũng rất mong cô chú anh chị yêu thương Thanh Kiên, cho Thanh Kiên xin một lượt đăng ký và một dòng comment góp ý nha cô chú anh chị, để cho Thanh Kiên làm video clip sau nó sẽ hay hơn và nó sẽ đẹp hơn nha cô chú anh chị. Thì do điện thoại của Thanh Kiên không có chống rung nên màn hình hơi giật đó cô chú anh chị, mong cô chú anh chị cũng thông cảm và bỏ qua cho Thanh Kiên và yêu thương Thanh Kiên theo dõi video clip của Thanh Kiên. Thì hiện trước mặt của Thanh Kiên là cầu Láng Chăm á cô chú anh chị. Thì ở đây có hai hướng đi, thì cũng như video clip đầu Thanh Kiên đi cũng đã nói, thì bên tay trái của Thanh Kiên là về Kiên Giang, Gạch Giá, còn bên tay phải của Thanh Kiên thì mình về Cà Mau nha cô chú anh chị. Đây, đây là mình về Kiên Giang, Gạch Giá. Thì hành trình của Thanh Kiên đi chỉ bằng chiếc xe đạp mặt tin này thì này, xe đạp mặt tin đó cô chú anh chị, thì chắc khoảng tầm 30 phút mới về tới nhà được đó, cô chú anh chị. Lâu quá không có đạp xe đạp, hơi mệt nữa cô chú anh chị ơi. Thì do hành trình của Thanh Kiên đạp xe đạp xa quá cô chú anh chị, thì đạp hết nổi rồi, thì Thanh Kiên xin tạm kết thúc video clip của Thanh Kiên ngày hôm nay ở tại đây nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị yêu thương Thanh Kiên và quý mến Thanh Kiên, cho Thanh Kiên xin một lượt đăng ký và em góp ý nha cô chú anh chị. Thì xin chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị gặp lại những video clip sau.